Mến chào cô chú bác anh chị em gần xa đã trở lại kênh Cây Kiển Bông Trang. Dân Úc kính mến, hôm nay Dân Úc chia sẻ và giao lưu cùng với cô bác anh chị em gần xa một loại bông trang vàng sọc đỏ đời đầu. Đây là búp nụ của cây, bông đang tỏa sáng, đang nở dài cánh hoa. Dòng sọc vàng sọc đỏ đời đầu rất là chuẩn nha các anh chị em. Đây là búp bông của cây vàng sọc đỏ, dòng sọc đời đầu, búp nụ của bông. Búp nó cũng có màu đỏ đỏ nha các anh chị em. Đây là búp nụ của cây, và đây là một bông đang nở dài cánh bông. Cô bác anh chị em xem, chuẩn vàng sọc đỏ, những đường sọc gõ nét rất là đậm đà, tỏa sáng rực rỡ nha các anh chị em. Vàng sọc đỏ, dòng sọc đời đầu, rất là chuẩn sọc. Rất là nhiều loại sọc nha các anh chị em, nhưng có nhiều loại sọc lem từng cánh hoa thì nó ưa bị luốc. Còn đây là dòng sọc đỏ đời đầu, là nó chuẩn sọc, chuẩn nét. Cô bác anh chị em xem lại nha, rất là chuẩn nét. Những đường sọc đỏ giữa cánh hoa màu vàng rất là chuẩn nét của anh chị em. Vàng sọc đỏ dòng đầu, búp nụ của cây, màu hoa tỏa sáng rực rỡ, rất đẹp. Và nói tiếp thì Dân Úc giới thiệu cùng với cô bác anh chị em gần xa giao lưu cùng với Dân Úc là cây giống vàng sọc đỏ đời đầu, dòng đầu nghe các anh chị em. Và đây là cây trang giống vàng sọc đỏ đời đầu, dòng chuẩn của anh chị em. Loại này rất là quý hiếm, cho nên Dân Úc chia sẻ cùng với cô bác anh chị em gần xa, cũng chia lại anh em một cây giống. Thì cây giống này được một mắt lá nghe các anh chị em, đã đang đâm chồi lên một tược, đang phát triển tốt và chuẩn bị đang đâm mục nha các anh chị em. Chuẩn bị đâm mục thứ hai. Đây là mục thứ nhất, đang chuẩn bị đâm mục thứ hai. Một mắt lá. Cô chú bác anh chị em gần xa yêu thích loại bông trang vàng sọc đỏ dòng đầu này thì giao lưu với Dân Úc qua số điện thoại là 034-988-1409. Số đó là số Zalo của Dân Úc đăng trên màn hình, hay ghi dưới tiêu đề. Cô chú bác anh chị em cũng thông cảm vì Dân Úc không nói giá trực tiếp trên Tubi, vì cũng có giao lưu với anh em mua bán lại. Cô chú bác anh chị em yêu thích thì kết bạn Zalo với Dân Úc, trao đổi giá cả hợp lý hơn. Và nói tiếp thì Dân Úc giao lưu cùng với cô bác anh chị em một dòng sọc Bến Tre. Dân Úc đổi cây đến cây vàng sọc Bến Tre, và Dân Úc sẽ đăng mặt bông lên cho cô bác anh chị em xem nha. Dạ,
Và đây là cây vàng sọc Bến Tre, màu hoa sọc rất là chuẩn nha các anh chị em. Sọc đỏ giữa cánh hoa màu vàng rất là chuẩn nét. Cô bác anh chị em xem chiêm ngưỡng nha. Đây là dòng hoa mẫu đơn dòng sọc Bến Tre. Những đường sọc đỏ giữa cánh hoa màu vàng rất là rõ nét, rất là đẹp. Và nối tiếp thì cây giống. Và đây là cây giống vàng sọc Bến Tre, đọt xanh của anh chị em. Đây là cây giống vàng sọc Bến Tre, đọt xanh, đang năm chồi, được hai chồi tược. Cây này thì nhân giống được hai mắt lá nha của anh chị em. Và nhân út đo hạo chiều cao tầm một tấc nha các anh chị em, tầm gần một tấc, được hai mắt lá, được phát triển hai chồi tược. Đây là cây vàng sọc Bến Tre. Là những dòng sọc rất là chuẩn màu. Vàng sọc đỏ Bến Tre, đọt xanh. Rất là chuẩn nét, chuẩn màu nha các anh chị em. Và nói tiếp thì dân Úc đổi cây vàng sọc đỏ Bến Tre này, và dân Úc sẽ giới thiệu cho cô bác anh chị em xem chiêm ngưỡng loài hoa Mỹ vàng đột biến, đó là Mỹ vàng sọc và Mỹ cam sọc, và một loài hoa Mỹ hường gốc nha các anh chị em. Màu hoa rất là đậm đà, sắc nét rất đẹp. Và tiếp theo là kính mời cô bác anh chị em xem loại hoa đột biến Mỹ vàng sọc. Đây là hoa của cây Mỹ vàng sọc đột biến, màu sắc rất là đậm đà, rất đẹp. Những cánh hoa có đường sọc đỏ, sọc ghi những cánh hoa màu vàng anh. Và nói tiếp là đây là bông hoa đột biến từ Mỹ cam, đó là Mỹ cam sọc. Cô bác anh chị em xem chiêm ngưỡng nha. Đây là những đường nét sọc của những cánh hoa Mỹ cam. Rất là ngộ nha các anh chị em. Mỹ cam sọc. Đây là những đường nét sọc từ những cánh hoa Mỹ cam. Mỹ cam sọc. Mỗi loài hoa có những màu sắc rất là đẹp. Đây là những cánh hoa sọc đỏ của loài hoa Mỹ vàng đột biến, Mỹ vàng sọc. Và nói tiếp thì dân Úc cũng giới thiệu cùng với cô bác anh chị em gần xa một loại bông trang, đó là Mỹ hường gốc. Màu bông Mỹ hường gốc rất là đẹp. Đây là bông Mỹ hường gốc. Cô bác anh chị em xem nha. Màu hường đậm đà, có những cánh hoa màu vàng kem xen kẽ. Rất là đẹp. Đây là loại Mỹ hường gốc. Loại này quý hiếm nha các anh chị em. Có một loại Mỹ cam đột biến ra loại Mỹ hường. Nhưng màu hoa của Mỹ hường đột biến từ Mỹ cam thì bông nó lợt hơn cái Mỹ hường gốc này các anh chị em. Cũng như đây là một loại Mỹ hường dòng đầu. Cho nên màu hoa nó rất là chuẩn nét, màu hường đậm đà và những cánh vàng kem xen kẽ rất là đẹp. Cô bác anh chị em xem nhận định chiêm ngưỡng loại hoa Mỹ hường gốc đẹp rạng rỡ nha các anh chị em. Và đến đây thì dân Úc kết thúc video và hẹn cô chú bác anh chị em
clip video tiếp theo nha.